Hello xin chào mọi người, lại là Lê Bóng review phim đây. Hôm nay bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim xin phép được bắt đầu. Mở đầu đoạn phim người đàn ông trong bộ quần áo đỏ bó sát vác hai thanh kiếm đang ngồi taxi, sau khi được anh tài xế bộc bạch về chuyện mọc sừng, người đàn ông mặc đồ bó hết lời an ủi và phát biểu những chân lý tình yêu hùng hồn. Đây chính là vai chính của chúng ta Deadpool, một dị nhân đang đi tìm kẻ thù nhưng bỏ quên túi đạn ở nhà và quyết luôn cả tiền taxi chàng ngồi đong đưa chân trên thành cầu vẽ tranh và nhún nhảy còn không quên dán tên mình lên đề phòng mất cắp. trong lúc đó vai phản diện Fancy đang đến điểm hẹn gặp đối tác, tuy lượng hàng không đủ nhưng gã không sợ hãi, ngược lại còn đe dọa bóp cổ đối phương bởi Fancy cũng là dị nhân có sức mạnh vượt qua người thường. Deadpool cuối cùng cũng đợi được đoàn xe của hắn, chàng thả mình từ trên thành cầu nhảy vào chiếc xe đầu tiên tài xế bất ngờ lạc tay lái khiến một đồng bọn văng ra ngoài. Deadpool đưa bức tranh Nguyệt ngoặc mình ra truy hỏi tung tích Fancy. Mọi người bắt đầu lao vào đánh nhau. Một tay lái mô tô đuổi theo, Deadpool đạp một tên trong xe bay ra hạ luôn hắn. Gã vừa nãy trèo lên được định lấy súng bắn anh. Wilson liền nhanh chân thắng gấp, nhét gạc tàn lên chán và miệng gã. Một chiếc khác chạy lên không hẹn đồng bọn mà nổ súng. Ông cua gắt làm chiếc xe lật tung trên không trung. Trong lúc lộn mèo còn không quên chụp đầu một gã lái mô tô lôi theo. Anh không nhớ mình có bỏ sót tên nào không nhỉ kết quả là một tên đứt đầu, một tên nát như tương. Cả con đường cao tốc lập tức ủn tắc trầm trọng. Tại trường Xavier dành cho những học viên có năng lực đặc biệt, Colossus đang ăn sáng thì trông thấy tin tức. Ông gọi cô học trò Negasonic, cả hai lái chuyên cơ đến hiện trường. Trong khi đó ở đại lộ, người dân la hét chạy trốn. Deadpool từ từ mở cửa xe, còn chưa nói gì đã bị nã đạn tới tấp. Anh chàng chỉ có 12 viên đạn. Liên lộn nhào trên không bắn ra hai viên đạn hạ hai gã xấu này. Một gã lái mô tô chạy đến bắn chàng Pun lủng một lỗ ở cánh tay. Anh bắn trả ba viên nhưng đều trượt và để hắn chạy mất. Winston chạy qua làn mưa đạn, năm giây chờ một tên cầm súng xuất hiện, nổ phát đạn thứ sáu kết liễu hắn ta. Hai tên khác vừa rút chốt lựu đạn đã bị vun bắn một phát nổ banh xác. Anh chàng tung tăng nhảy nhót bùng lộ, thế là ăn đạn vào mông. Hắn tưởng Pun đã ngỏm, nhưng không ngờ người ngỏm lại là hắn, vì quá tức nên đã tặng cho gã thêm vài viên nữa. Một nhóm thuộc hạ Fancy tấn công Pun, anh tung người dùng viên đạn cuối một phát bắn xuyên ba tên này. Bu nhảy chân sáo đi tìm Fancy nhưng không thấy đâu. Trong khi gã dị nhân ban nãy bị bắn không ngỏm, lại đứng dậy lôi ra hai con dao lao đến. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tun rút kiếm ra xin que. Nói về nguồn gốc của mối thù này phải bắt đầu từ hai năm trước Wilson vốn là lính đặc nhiệm đã giải ngũ. Sau khi trở về anh làm ăn lương thiện với công việc đánh thuê. Ai thuê thì đánh đột nhập vào nhà một người lạ giải quyết gọi một tên giao pizza chuyên theo dõi mấy em gái chân dài. Còn nhắc nhở sẽ đá vào mông cậu ta nếu còn đi nhìn trộm gái nhà lành. Sau đó thân thiện trao cho cậu ta một cái hôn. Trong lòng mấy cô nàng xinh đẹp, Bun chính là anh hùng của họ. Nhưng chẳng biết mình chẳng qua là một kẻ xấu tiêu diệt kẻ tệ mà thôi. Như thường lệ Wilson lại đến quán bar của bạn thân. Ở đây có một bảng đấu sinh tử Deadpool dành để cá cược mạng sống của mọi người trong quán vừa vào anh đã gọi một ly nước khủng dành cho gái bán hoa để chơi trò ném đá giấu tay, mang tặng cho tên béo rồi giá họa cho anh da đen, làm anh ta bị đánh bầm dập. Cũng tại đây chàng đã gặp được tình yêu xét đánh của đời mình. Cô nàng Vanessa người thay đổi cuộc đời anh. Nàng nói mình là cô gái kinh doanh vốn tự có, cũng do dòng đời xô đẩy mà thôi. Anh chàng nói mình từng bị ông chú quấy rối tình dục. Đúng là đáng lòng cho anh thanh niên. Anh lấy số tiền trong túi cộng thêm một tấm thẻ để đổi lấy 48 phút vui vẻ đêm nay với nàng. Đúng là vui vẻ thiệt mà cả hai chơi ném banh vào lỗ, Wilson còn chất đến nỗi mang đống phiếu thưởng đi đổi quà. Sau đó lại lấy quà tặng đổi thêm 3 phút nữa bên nàng, tính ra bây giờ mới được trả công lại xứng đáng này. Cả hai lao vào cùng nhau tập thể cho giãn gân cốt, tuần lễ tình nhân, tết nguyên đán cho đến Halloween, từ tóc ngắn mà mới đây đã dài mượt mà, trở thành cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc nhất trên thế gian. <cười> 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 vào dịp giáng sinh nọ khi chàng khờ thủy chung lấy hết dũng khí nói lời cầu hôn và nàng dĩ nhiên là đồng ý rồi Wilson vui sướng ôm lấy người đẹp đá lưỡi sau đó chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhưng đời là một chuỗi tai họa bất tận chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi như quảng cáo khi chuẩn bị tập thể dục cùng nhau thì bất chợt chàng ngất xỉu cả hai đến bệnh viện và biết được chàng đã bị ung thư giai đoạn cuối điều này như xét đánh ngang tay trong khi vanessa luôn tìm kế hoạch khác để cứu lấy chàng Mong bác sĩ có cách kéo dài mạng sống cho chàng. Còn Wilson chỉ muốn tranh thủ những giây phút còn lại có thể ngắm nàng thật lâu. Khoảng thời gian sau đó hai người vẫn yêu thương nhau, nhưng Vanessa luôn trong trạng thái buồn. Nàng không muốn Wilson rời xa mình và nàng sẽ bên cạnh chàng dù có bất cứ khó khăn gì. Tối hôm đó, quay lại đến quán rượu và quay tấm ảnh chụp chung với người đẹp. Anh bạn xin tấm ảnh của chàng làm kỷ niệm. Wilson đến gặp một khách hàng lạ mặt, bảo mình là nhà tuyển dụng của một tổ chức chẳng những có thể trị hết bệnh ung thư của anh, còn biến anh trở thành siêu anh hùng có năng lực phi thường. Đa cấp nghe hay đấy nhưng chắc Wilson tin, anh chỉ cười và nói khi nào cần sẽ liên lạc ông ta. Mãi cho đến lúc về nhà, nhìn tình yêu của mình đang ngủ, Wilson chẳng chọc không yên. Bây giờ anh đã có người muốn chăm sóc nên dù chỉ là một cơ hội mỏng manh, chàng cũng muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này. Thế là anh tìm đến viện của hắn ta. Wilson bị bó chặt tay chân trên giường bệnh, trên đường được đẩy vào trong anh chỉ nghe thấy toàn tiếng la hét có những người trên lưng mọc đầy gai có người thì thoi thóp chờ ngọm đến nơi được đón tiếp bởi một người phụ nữ xinh đẹp tên Engel vô cùng bạo lực người bình thường sẽ rất sợ hãi còn Wilson chỉ có mỗi dây thần kinh nhây chọc tức kẻ đảm nhiệm các ca bệnh tên ajax hắn tiêm huyết thanh siêu chiến binh vào người của Wilson, sau đó để người bệnh căng thẳng cực độ và quá trình này vô cùng đau đớn bắt đầu chuỗi ngày bị giam trần truồng trong lồng treo lên đánh massage tận răng nuốt trong thùng nước đá anh chỉ có hai con đường một là đột biến có siêu năng lực hay là đi gặp ông bà sớm hơn dự tính. Khoảng thời gian thư giãn, Winston nói chuyện cùng bạn giường bên cạnh. Ông ta nhắc đến gia đình mình, làm anh nhớ đến tình yêu Vanessa của anh. Vì để kéo dài thời gian cho ông bạn đó, anh không ngừng châm chọc Ajax. Cuối cùng cũng làm hắn chú ý khi đánh vần tên thật của hắn là Fancy, bởi vì trông được thẻ giật khô của hắn ta. Fancy đã quyết định chơi chiều cuối. Nuốt chàng vào trong lồng kính, Winston ngỡ ngàng khi biết được chẳng có siêu anh hùng nào ở đây cả thực chất hắn biến người bệnh thành dị nhân, gắn vòng cổ và bán đi làm siêu nô lệ, nơi mà họ bị điều khiển sát hại người dân tham gia chiến tranh. Wilson nói, may có cái gì dính ở giang kìa. Fancy vô cùng tức giận, hắn đóng lồng kính lại rồi rút hết oxy bên trong. Thiếu không khí khiến chàng căng thẳng tột độ, cả người không ngừng co giật. Kinh khủng hơn là da rẻ dần nhăn nhúm lại, vô cùng đau đớn và xấu xí. Nhưng không ngờ là anh đã vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng và dậy thì thành công. Hắn nói cơ thể anh giờ đây có thể tự chữa lành các tế bào ung thư nhưng tác dụng phụ là gương mặt đẹp trai ngày nào giờ đã trở thành quỷ dữ. Ajax quyết định lần nữa nhốt anh vào buồng chân không. Anh tức giận đập đầu mình vào ả Angel và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của Fancy. Sau khi bọn chúng đi hết, anh lấy được que diêm trong miệng cướp được của ả ta khi nãy, dùng ngón cái quẹt ra một mồi lửa nhỏ làm nổ tung cả phòng thí nghiệm. Hắn ta vội chạy đến dập lửa, kinh hoàng nhìn thấy người trong lồng đã biến mất, căn phòng chìm trong biển lửa. Winston xuất hiện chiến đấu với Fancy, nhưng Fancy quá mạnh, tên này dễ dàng kết thúc Winston và rời đi. mọi thứ bắt đầu đổ sập. Hôm sau Wilson bò lên từ đống cho tàn thì ra anh còn có năng lực tái tạo lại tế bào. Chàng đứng từ xa quan sát người đẹp Vanessa. Trong lúc âm thầm đi theo nàng, anh phải chịu mọi ánh mắt của người dân. Họ xem chàng như một con quái vật, anh không đủ dũng khí đối mặt với người đẹp. Đành bỏ đi đến quán rượu tìm bạn thân. Wizard thậm chí còn nghĩ là anh làm quá, cho đến khi nhìn thấy gương mặt thật của Wilson. Thứ mà Wizard bảo trông như một quả bơ héo. Gập gành như bản đồ địa hình, Chàng nói rằng mình sẽ tìm Fancy để chữa lành gương mặt. Bản thân đề nghị anh nên tìm một bộ đồ che lại cơ thể xấu xí và chọn một biệt danh thật ngầu. Anh vô tình nhìn lên bảng cá cược, quyết định lấy cái tên Deadpool. Sau đó anh dùng vải trắng thiết kế cho mình bộ đồ như xác ướp Ai Cập. Bắt đầu tìm kiếm hắn ta bằng cách đi khắp nơi, xử hết bọn tay chân của hắn ta. Sau những cuộc thanh trừng đầy máu me, anh phải đến phòng giặt đồ cho sạch. Một bà lão chia sẻ kinh nghiệm dùng nước tẩy và chanh hoặc mặc đồ đỏ đi thẳng đần. Thấy có lý, Wilson liền design một bộ cánh mới màu đỏ. Mỗi ngày chỉ có việc đánh đấm đàn em của Fancy, tấn công những địa bàn làm ăn của hắn, bất chấp địa điểm là phòng làm việc, kho bãi hay nhà vệ sinh, giới tính nam hay nữ, cảm thấy danh giới mờ nhạt quá nên bắn luôn cho lẹ. Tấm bảng những tay chân của Fancy bị hạ đã gần đầy, cuộc truy tìm bắt đầu khả quan hơn. Khi anh tìm được tay đại diện Smith vừa nhìn thấy gã đã trột dạ chạy mất dép, hắn bị anh bắt được và chính thức hưởng dương lúc đó. Cuối cùng chàng đã tìm ra tên khốn Fancy, và chúng ta quay lại đoạn đầu. Sau khi xuyên quay gã kia và xé sát hắn ta, Deadpool giật theo chiếc mô tô đang chạy. Deadpool tung người lên phóng thanh kiếm chặn đầu xe của hắn, khiến Fancy bay ra xa nằm một đống, còn chưa đợi gã đứng lên. Anh đã đi đến cạnh đá Fancy, sau đó học theo Ronaldo suốt hắn ta liên tục, khiến Fancy không biết hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là thứ hai rồi. Deadpool ném mạnh hắn vào thành cầu, sau đó ghi một kiếm vào ngực hắn. Ngay lúc này anh tiết lộ thân phận cho hắn ta biết mình là ai sắp cho Fancy một đấm thì chàng lại đụng trúng cậu bé của gã người sắt to con, Colossus túm một phát ném Deadpool bay ra xa. Okay, Anh chàng to con lại bắt đầu giảng đạo đức và giáo dục công dân lớp 6. Mục đích là chiêu mộ Deadpool về làm thành viên trong biệt đội XMN trong lúc nói chuyện anh chàng vẫn tranh thủ đấm vào mặt Fancy lại dùng một cái đĩa ném vào đầu hắn nói mình không hạ ai cả vừa nói xong có một người rơi xuống trong lúc giải thích mình là người tốt làm việc tốt nhưng vừa quay lại Fancy đã tẩu thoát Wilson rất bất ngờ và tức giận anh bay đến đấm Colossus đổi lại gãy một cái tay thử đấm vào chỗ hiểm thì gãy luôn cái tay thứ hai cho đến khi gãy thêm chân trái vẫn còn chưa muốn dừng lại không sao anh bất tử chú cứ đợi đấy Vừa đứng dậy thì bị người sắt tẩn cho sấp mặt, Deadpool bị người sắt khóa tay và bị lôi đi Wilson đành hy sinh cắt nửa bàn tay mình. Rồi nhảy xuống xe chở rác bên dưới, để lại bàn tay ký hiệu dẫn dụ cho người sắt. Anh trở về nhà bà lão mù Magu, kể từ hôm ở tiệm giặt ủi anh đã xin ở nhà bà ấy. Tối hôm đó, anh vươn bàn tay sơ sinh mới mọc sờ vào mặt. Anh tâm sự rằng không biết có nên nói sự thật với người đẹp. Magu an ủi nói vẻ ngoài không phải là tất cả. Tình yêu là mù quáng. Đổi lại một câu phũ phàng, bà mù thì có, Fancy trở về với bộ mặt bầm dập, hắn nhờ Angel khâu lại vết thương cho mình, sau đó lên kế hoạch trả thù. Cả hai tìm đến chỗ Whizzer hỏi tung tích, Fancy nhìn thấy bức ảnh Deadpool chụp cùng Vanessa. Quả này thì gay to rồi, Wilson ơi. à ta túm lấy cổ Whizzer. May mà có khách trong quán có súng hỗ trợ nên bọn Fancy mới bỏ đi, anh liền gọi điện báo cho Boone. Hai người đi đến quán và tìm Vanessa, đúng là nơi này chỉ hợp với những người trên 18+, cộng, mà thôi lê bóng sợ lắm không dám đến nơi này chút nào nàng thơ của anh vẫn xinh đẹp như xưa, bốc lửa còn hơn cả lê bóng. vì thế dũng khí của chàng đều bay biến mất tiêu. anh chạy vào nhà vệ sinh tự chấn an bản thân. lúc này bên ngoài Vanessa nhận được tin bạn trai quay về, vui mừng chạy ra giữa trời mưa, nhìn thấy một người đàn ông đội nón, tưởng là người mình yêu nhưng không ngờ hắn chính là Fancy. nàng bị hắn đánh ngất và mang đi. Deadpool trở ra chỉ tìm thấy chiếc ví của bạn gái. Wilson tức giận trở về nhà, nhận được tin nhắn từ Fancy. Wizard và Magu chuẩn bị cho anh được 3.000 viên đạn và vô số súng ống trang bị cho. Anh tận răng, vài cuốn tạp chí trai đẹp Deadpool đòi luôn khẩu súng trong tay bà lão. Anh còn nói cho bà lão biết 116 kg mai thúy dưới giường ngủ của bà. Chuẩn bị xong hết thì Wizard tuyên bố bạn thân, thân ai nấy lo. Anh chỉ còn cách đến biệt thự tìm hai thành viên XMN nhờ giúp đỡ. Với điều kiện xong việc sẽ gia nhập vào đội này, cả ba chen trúc trên chiếc taxi đỏ. Trong cốp lúc này còn có vị tình địch của anh tài xế. Anh tài xế nói mình đã xử lý tên tình địch, Deadpool cảm thấy rất tự hào về việc làm này. Khi đến nơi cả ba bước đi cực ngầu cho đến khi Deadpool nhận ra có gì đó sai à nha, thì ra mình lần nữa quên túi vũ khí con mợ nó trên xe rồi. Wilson gọi cho anh taxi ạ. À. Anh taxi ơi, nhưng vì một số sự cố nên đã không bắt máy được. Thôi kệ chiến luôn sợ gì, đúng không các bạn, mình là nhân vật chính mà. Trước mặt thì quân lính đã dàn trận chĩa súng vào cả đội. Phanxi khách thức Deadpool đọc tên mình. Angel làm một cú nhảy đáp đất siêu ngầu. Lê bóng nhường ả cho Colossus, nhưng chưa chi ông ta đã bị đấm văng ra xa. Negasonic thì bận coi phim của Lê bóng review. Sau đó cả người bốc lửa tông Angel dính vào container. Ả à ta ra lệnh quân lính nã đạn vào bọn họ. Colossus không sợ súng đạn, ném banh sát hạ gục hai tên lính. Angle rất mạnh mẽ đẩy được cả ông chú to lớn, trong khi đó người sắt liên tục đấm vào ả ta. Dù bị khống chế nhưng ả vẫn quật Colossus ngã xuống và tặng thêm một vài cú đấm khuyến mãi khiến người sắt tơi tả. Bên này Deadpool sẽ vội kéo chiếc quần xì trắng làm cờ đầu hàng, bảo bọn chúng rút lui sẽ tha mạng cho. Đáp trả lời đề nghị nhẹ nhàng tình cảm đó là một cơn mưa đạn. Mua nhào lộn mèo rút hai thanh kiếm chém từ phía. Negasonic cũng đẩy một chiếc xe hạ hai tên lính. Deadpool vừa định chém xuống thì nhận ra bạn cũ. Thăm hỏi vài câu xong cũng đưa anh ta lên đường bên này người sắt đã chiếm thế thượng phong ném ả bay xa sau đó đi lại kiểm tra thì thấy ả lộ hàng khủng trong lúc phân tâm thì bị ả đánh trúng ngay thằng em tội nghiệp chàng buôn dùng xác lính đặc nhiệm xếp thành tên của fancy gã đứng bên trên trong thế tức sôi máu lại cử lính ra bắn anh Negasonic làm cho Winston tấm đệm sắt dùng năng lượng bùng phát đưa anh bay lên trên nhưng tiếc là chỉ được nửa đường, Bun vừa trèo lên được, Fancy đã đặt Vanessa vào bùng chân không. người đẹp trách anh đã bỏ mặc mình. Fancy sách dìu ra nghênh đón Bun, anh cũng lôi hai cây kiếm ra đáp trả, rồi anh nhanh chóng né cú đánh của hắn, anh xoay một vòng trên không phóng một kiếm phá hỏng bùng chân không vì chỉ còn một kiếm Deadpool liền rơi xuống thế hạ phòng, mất hết vũ khí hai người dùng quyền cước đánh nhau. Đúng là trận chiến của hai dị nhân, đánh hoài không biết nào mới ngỏm. Fancy rút dao ra da xuyên vào đầu Deadpool không ngừng đấm vào đầu anh, anh bị dã không khác gì gấu bông, trông dã man vãi luyện. Vanessa trông thấy rất đau lòng đã tự mở trói, cô dùng tay không rút thanh kiếm ra, lao đến đâm vào người Fancy rồi ngã xuống. Ánh mắt hai người giao nhau như lần đầu tìm thấy tình yêu, xung quanh hoa nở chim hót âm nhạc lãng mạn nhưng Fancy đã túm cổ ném nàng đi, Deadpool ngủ dậy gỡ con dao đang cắm trong đầu ra. Bên dưới Angel đang dùng dây thừng xích cổ Colossus, Negasonic liền dùng năng lượng lửa bay đến bùng một tiếng đánh bay à ta, còn làm nổ tung cả bãi phế liệu, khiến cho bên trên cũng bị chấn động rơi xuống. Wilson giữ được Vanessa, còn gã Fancy bị container tông văng xuống dưới. Deadpool để nàng vào lồng chân không, trước khi sụp đổ đã dùng hết sức ném chiếc lồng kính ra xa. Còn mình thì bị chôn vùi trong đống đổ nát. Colossus và Negasonic đến mở cửa bùng chân không cho Vanessa. Cả ba người nhìn lên thấy Quay và Fancy vẫn đang đấm nhau trong đống đổ nát. Deadpool trèo lên người hắn đấm liên tục đến mỏi cả tay. Chàng yêu cầu hắn sửa mặt lại cho mình. Nhưng Fancy cười khẩy bởi vì tất cả chỉ là một cú lửa mà thôi. Wilson giận tính người rút súng chĩa vào đầu hắn. Colossus lại xuất hiện giảng đạo lý. Buông hạ đồ đao lập địa thành Phật cứu một người là xây bảy tòa tháp nhưng mà có gì sai sai tha cho thằng này thì không còn tòa tháp nào đĩ. vậy thì tha làm cái đếch gì nữa nhỉ cho hắn xuống hầu ông bà ông vải thui nghe nhức đầu quá nên anh pun có tặng cho fancy một viên đạn khiến ông chú cao to ói xanh mặt Deadpool nói mấy thằng biến thái này cho nó đi sớm một chút để em nó còn đầu thai kiếp khác người đẹp bước đến gặp chàng nàng tức giận đấm cho chàng hai phát vì sao lại bỏ rơi nàng xem xíu là đánh trúng thằng em anh rồi Wilson nói xin lỗi nàng những năm qua anh thật sự gặp nhiều khó khăn và rất nhớ người đẹp. Đáng lẽ anh phải tìm nàng sớm, nhưng sau lớp mặt lạ kia là gương mặt xấu xí. Vanessa nhẹ nhàng cởi bỏ lớp mặt nạ của anh, Wilson vẫn còn một cái mặt nấu xí, Wilson vẫn còn một cái mặt nạ giấy. Tóm lại là nàng chấp nhận mọi thứ xấu xí của người mình yêu. Anh nói dưới bộ đồ là hàng khủng siêu chất lượng luôn đó nha em yêu. Đúng là không cần siêu anh hùng mới cô gái được. Hãy chọn cô gái mà mình yêu thật lòng. Cô ấy sẽ giúp bạn trở thành một siêu anh hùng nhé. Lưu ý là trên mọi mặt trận luôn nha các ông. Phim đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đón xem nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.